Nhà đất Thanh Tuấn xin kính chào quý khách hàng đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Thanh Tuấn cũng như hệ thống Facebook Zalo Nhà đất Thanh Tuấn. Hôm nay bên em xin giới thiệu với quý khách hàng một căn nhà phố nằm ngay vị trí đó là đường số 11, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, nhà quý khách hàng ơi. Và căn nhà hôm nay em xin giới thiệu với quý khách hàng đó là có một diện tích đó là ngang 6 này, độ dài đó là 12 m và được thiết kế một trệt hai lầu và sân thượng trước sau như thế này. Nhà của chúng ta thì thiết kế đó là một phòng khách này, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh. Đó, quý khách hàng có thể thấy này, một căn nhà với kiến trúc ngang 6 m thì rất là rộng nha. Và đây là đường trước nhà của chúng ta đi vào đó là tầm khoảng đó là 3 m thôi. Chúng ta chỉ xe ba gác thì quý khách hàng có thể di chuyển vào đến nhà nha. Và đặc biệt thì chúng ta chỉ cắt mặt tiền của đường xe hơi thì tầm 10 m thôi. Chúng ta đã ra được hẻm xe hơi rồi. Rồi, bây giờ thì xin mời quý khách hàng chúng ta cùng sẽ di chuyển vào phía bên trong, chúng ta cùng tham quan căn nhà này nha. Ở khu phía ngoài đây thì chúng ta có một lớp cửa đó là khu vực cửa cuốn, thiết kế thì rất là hiện đại nha. Và tiến bên trong chúng ta có một lớp cửa nữa, đó là cửa nhôm Sifa, kính cường lực 10 ly, thiết kế cực kỳ là chắc chắn luôn. Và đây là không gian phòng khách của chúng ta. Phòng khách này thì rất là rộng rãi. Nhà này thì gia chủ đã để trống quý khách hàng, thì chúng ta sẽ ra về thì chúng ta sẽ kêu thêm một số nội thất nhà quý khách hàng. Đó, một căn nhà rất là rộng rãi, ngang 6 dài 11 m. Cầu thang thì được gia chủ thiết kế khu vực ở giữa nhà. Tay vịn được làm từ gỗ căm xe. Kính cường lực rất là chắc chắn luôn nha. Bây giờ chúng ta cùng tiến vào khu vực bên trong, nhà bếp chúng ta cùng tham quan. Đây là khu vực ở bên trong nhà bếp, thì ở đây thì chúng ta có một khu vực bàn ba mini gia chủ thiết kế tại ở đây. Đó, nhà của chúng ta thì rất là rộng rãi rồi, ngang 6 dài 12 m lận cơ quý hàng ơi. Và giá thì cũng rất là rẻ thôi. Một mức giá đó là 6 tỷ 450 triệu đồng thôi. Giá thì đang còn thương lượng đến quý khách hàng nha. Căn nhà này thì được gia chủ thiết kế và xây dựng mới. Và có hướng là hướng Bắc, phù hợp cho quý khách hàng nào phong thủy đông tứ chặt như quý khách hàng. Đây là khu vực phòng bếp này. Rất là rộng rãi luôn. Tầng trệt này thì chúng ta có một nhà vệ sinh nhà tắm. Vệ sinh nhà tắm đây nha quý khách hàng ơi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển lên cuộc lầu 1. Chúng ta cùng tham quan căn nhà này nha. Và đây là cuộc lầu 1 của chúng ta. Ở khu vực này thì chúng ta có cuộc hành lang ở phía ngoài. Gia chủ lót đá hoa cương. Đây thì chúng ta có thể thấy này. Một bộ cửa cỏ gỗ đỏ. Gia chủ thiết kế rất là chắc chắn luôn nha. Đây là khu vực phòng ngủ của chúng ta, phòng ngủ phía sau. Đó, rất là rộng rãi. Một phòng ngủ này thì được tầm 30 mét vuông, rất là rộng rãi nha quý khách hàng. Mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh, nhà tắm thiết kế riêng biệt. Nhà vệ sinh, nhà tắm đấy nha. Vị trí này thì quý khách hàng có thể di chuyển ra khu vực đường số 8, đường Thống Nhất, đường Lê Văn Thọ hoặc là đường Nguyễn Văn Lượng thì rất là gần như quý khách hàng. Đây là khu phòng ngủ thứ hai. Cũng thiết kế thì để trống như quý khách hàng. Phía trước thì có khu ban công. Rất là rộng rãi luôn nha. Nhà của chúng ta thì có mỗi nhược điểm thì hẻm hơi nhỏ một chút xíu thôi. Còn lại ở bên trong thì xây dựng và thiết kế thì rất là hoàn hảo. Rồi chúng ta cũng sẽ tiếp tục chúng ta di chuyển lên khu vực lầu 2, chúng ta cùng tham quan nha. Đây là khu vực lầu 2 của chúng ta, với gia chủ thiết kế thì cũng có 2 phòng ngủ. Và nhà của chúng ta tổng cộng là có 4 phòng ngủ nha quý khách hàng, 5 nhà vệ sinh. Phòng ngủ thì gia chủ để trống, chúng ta chỉ việc về chúng ta sẽ sắm thêm một số nội thất như là giường, kệ tivi, hệ thống máy lặn. Nhà vệ sinh, nhà tắm thiết kế riêng biệt. Và giá này thì giá 6 tỷ 450 triệu này thì đang còn thương lượng mạnh như quý khách hàng. Và quý khách hàng mua hiện tại nhà đất Thanh Tuấn thì quý khách hàng có sẽ được giảm giá từ
400 triệu đổ về nha. Rồi chúng ta cũng sẽ di chuyển tiếp tục lên khu vực sân thượng. Chúng ta cùng tham quan căn nhà này. Đây là khu vực sân thượng của chúng ta. Thì chúng ta khu vực phía sau thì chúng ta có khu vực sân thượng này. Gia chủ rào chắn thì rất là an toàn luôn nha. Đó, xung quanh thì chúng ta có những khung sắt này. Sân thượng phía sau này, để trống này. Đó, xung quanh của chúng ta thì toàn là khu vực nhà phố thôi. Rồi chúng ta cũng sẽ tiếp tục chúng ta di chuyển lên khu vực sân thượng phía trước. Chúng ta cùng tham quan. Đây là khu vực sân thượng phía trước nha quý khách hàng, rất là rộng rãi. Đấy, quý khách hàng chúng ta cùng tiến ra khu vực phía trước chúng ta cùng coi nha. Ở đây thì chúng ta không có mồ mả gì cả. Rất là rộng rãi. Quý khách hàng ơi, em cũng xin nhắc lại và căn nhà này có diện tích ngang 6, độ dài đó là 12. Và giá gia chủ đang chào bán với giá đó là 6 tỷ 450 triệu đồng thôi, giá thì đang còn thương lượng. Và nếu quý khách hàng nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy liên hệ đến nhà đất Thanh Tuấn nha. Và quý khách hàng hãy nhớ đăng ký kênh này và để nhà đất Ngọc Hoa, nhà đất Thanh Tuấn phát triển hơn nha.